Thưa quý vị, những ngày qua thông tin về tình hình mưa bão lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến cả thế giới phải chú ý. Tân Hoa Xã đã đưa tin đã có hàng chục người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán cùng các cơ sở tái định cư tạm thời được thành lập khi mưa lũ xảy ra. Theo AFP, hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với cảnh báo đỏ mức cao nhất về lượng mưa. Đây là lần đầu tiên cảnh báo về lượng mưa lớn như vậy được đưa ra từ năm 2011. Nhìn về quá khứ, đất nước tỷ dân cũng đã phải trải qua một thảm họa về lũ lụt và đến nay nó vẫn được coi là trận lũ lụt thảm khốc làm thiệt hại nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử nước này đến hàng triệu người. Sông Dương Tử hay còn được biết đến với tên gọi Trường Giang là con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới. Sông xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng chảy về phía đông và đổ ra biển Hoa Đông Vùng lưu vực sông Dương Tử là một trong những khu vực đông dân nhất trên thế giới. Vào khoảng những thập niên 30-40 của thế kỷ trước, cư dân trong vùng phần lớn có mức sống dưới trung bình và phụ thuộc vào dòng sông. Họ coi nó là nguồn cung cấp nước chính cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân, tưới tiêu, trồng trọt và chăn nuôi. Trong khoảng từ năm 1928 đến năm 1931, cũng như các vùng khác thuộc Trung Quốc, khu vực đồng bằng châu thổ sông Dương Tử đã trải qua những kiểu hình thời tiết dị thường. Sau vài năm hạn hán nghiêm trọng, từ mùa đông năm 1930, nhiều vùng phải hứng chịu những trận mưa tuyết lớn. Vào đầu năm 1931, băng tuyết bắt đầu tan, chảy xuống hạ lưu sông Dương Tử. Từ tháng 4 năm 1931, lưu vực sông Dương Tử hứng chịu lượng mưa vượt xa mức trung bình. Người dân sống ở khu vực thấp đã rời bỏ nhà cửa. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử đã báo cáo lượng mưa trên 600mm vào tháng 6 năm 1931. Giai đoạn tồi tệ nhất đã xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1931, riêng tháng 7, 400 khí tượng dọc theo sông Dương Tử báo cáo lượng mưa trên 600 mm trong tháng. Mực nước tại các con sông như sông Dương Tử, sông Hoài và sông Hoàng Hà dâng cao và nhanh chưa từng thấy, đỉnh điểm là khoảng thời gian từ cuối tháng 7 cho đến hết tháng 8 năm 1931. Khi nước bắt đầu dâng cao hơn, các địa phương như Vũ Hán, Nam Kinh gần như ngập trong biển nước. Ngày 18 tháng 8 năm 1931, nước sông Dương Tử dâng cao đỉnh điểm. Do khâu kiểm soát yếu kém, nước sông tràn bờ làm vỡ các đê bao trắng và gây ngập trắng cả một vùng diện tích rộng lớn. Đồng ruộng đường xá các làng mạc và thị trấn thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Dương Tử bị nhấn chìm trong biển nước. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1931, một con đê dọc theo hồ Cao Bưu tiếp tục bị vỡ, gây lũ lụt trên diện tích khoảng 180.000 km vuông, xấp xỉ diện tích của New York, New Jersey và Connecticut cộng lại. Nước lũ dâng cao đến mức thậm chí có thể nhấn chìm một ngôi nhà, đường phố vô tình biến thành kênh rạch, con người phải di chuyển bằng những chiếc thuyền tam bản, thậm chí là những chiếc bè được làm cửa bồn tắm bằng gỗ hoặc những cổ quan tài. Khi lũ quét tràn đến thành phố Vũ Hán, ước tính có tới 400.000 người bị mất nhà cửa, hàng triệu người lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất hoặc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn. Cả ba con sông tác oai, tắt quái cùng lúc khiến Trung Quốc phải đối mặt với thảm họa lũ lụt khủng khiếp chưa từng thấy. Mùa mang mất trắng, đất đá sạt lở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và chậm chạp khiến hậu quả thiên tai ở miền đông Trung Quốc càng thêm trầm trọng. Truyền thông thế giới đưa tin, ở giai đoạn đầu của trận lũ, ước tính có khoảng 150.000 người chết đuối những người sống sót sau đó phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh hoạt nghiêm trọng họ phải sơ tán trên những túp lều dường tạm lũ lụt cuốn trôi mùa vụ thu hoạch hè và phá hủy lượng lớn lương thực dự trữ điện cũng bị cắt trên diện rộng giá cả mọi mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đều tăng cao ở nhiều khu vực tình trạng ngập lụt kéo dài sang tận mùa thu dẫn đến việc người dân không thể trồng trọt vào vụ đông cuộc sống khó khăn kéo theo một số dịch bệnh như dịch tả sởi sốt rét theo thống kê, 70% số ca tử vong sau lũ lụt có liên quan đến các dịch bệnh này, con số khoảng 2 triệu người, thậm chí có tài liệu thống kê lên tới hơn 4 triệu trường hợp. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, con số chính xác về các ca tử vong vẫn không thể làm rõ. Vào thời điểm đó, Đại học Nam Kinh cũng ước tính trận lũ lịch sử ảnh hưởng đến gần 30 triệu người. Phải đến mùa xuân năm sau, năm 1932, mọi thứ mới được cải thiện và dần phục hồi ổn định. Trong suốt khoảng thời gian đó, chính quyền cùng nhiều tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm đã có những đóng góp hữu ích giúp đỡ những người dân tị nạn hoặc gặp khó khăn bởi mưa lũ, có thể kể tới việc xây dựng những cây cầu gỗ tạm trên đường phố để người dân di chuyển, phân phối lương thực thực phẩm, nước đun sôi, cứu chữa bệnh hay xử lý thi thể người chết. Cho đến nay, sau 92 năm, khi nhìn lại vụ lũ lụt này, nó vẫn được nhắc tới là một trong những thảm họa thiên nhiên để lại hậu quả nặng nề nhất lịch sử Trung Quốc và là thảm họa tồi tệ nhất thế kỷ 20 ở nước này. Thưa quý vị, đây là một trong những đợt thiên tai chết chóc nhất trong lịch sử. Lũ lụt nhấn chỉ 180.000 km vuông đất đai. Bất chấp ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt xã hội, nguồn gốc của trận lũ lụt hầu như chưa được khám phá. Đó là một thách thức do khan hiếm tư liệu lịch sử và dữ liệu khí tượng ở Trung Quốc trước thập niên 1950. Tuy nhiên, Citec Daily hôm 10 tháng 9 đưa tin khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu lịch sử quan trọng gần đây giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu trận lũ lụt năm 1931. Trong một năm, trung bình lưu vực dương tử thường chỉ có hai cơn bão xoáy, nhưng riêng năm 1931 có tới 9 cơn bão liên tục trong tháng 7 những cơn bão này đã đổ lượng mưa tương đương một lần rưỡi lượng mưa trung bình hàng năm trong một tháng. Ngay cả những con đê được bảo dưỡng tốt cũng sẽ phải vật lộn để đối phó với trận đại hồng thủy này. Các hệ thống phòng thủ thủy lực bị bảo quên, vô lực bảo vệ các cộng đồng sống dọc theo sông Dương Tử và sông Hoài. Trận lục thảm khốc xảy ra ở Trung Quốc vào mùa hè năm 1931 không chỉ là một thảm họa tự nhiên hay do con người tạo ra, nó là cả hai. Một nghiên cứu công bố gần đây trên tạp chí Climate tìm hiểu thực tế và cơ chế ẩn sau trận đại hồng thủy trên sông Trực Giang. Họ phát hiện lũ lụt là kết quả từ tác động cộng cộp của nhiệt độ mặt biển gắn liền với El Nino và hoạt động sóng ở đại lục Á-Âu. Theo nhóm nghiên cứu, lũ lụt có thể nghiêm trọng hơn do lượng mưa lớn vào đầu mùa xuân trước đó. Đứng đầu nhóm nghiên cứu là giáo sư Ten Chun ở Viện Vật lý Khí quyển IAP thuộc Viện Hàng lâm Khoa học Trung Quốc, do vợ cộng sự tiến hành phân tích dựa trên quan sát từ các thiết bị, tái phân tích cơ sở dữ liệu và mô phỏng với mô hình tuần hoàn khí quyển do nhiệt độ mặt biển thúc đẩy. Họ nhận thấy lũ lụt năm 1931 dọc thung lũng sông Trường Giang chịu ảnh hưởng từ lượng mưa tháng 7. Tổng lượng mưa tháng 7 năm 1931 không chỉ lớn thứ hai trong thập kỷ qua, nó còn vượt qua nhiều khoảng thời gian khác, từ năm 1951 đến năm 2000, về độ gia dẫn. Theo Yue Chuyo, nghiên cứu sinh tiến sĩ IAP. Các nhà nghiên cứu phát hiện mưa lớn kéo dài trong tháng 7 năm 1931 gắn liền với khối khí áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương, VKPSH, nhiệt độ mặt biển ấm bất thường ở Ấn Độ Dương sau sự kiện Enino khiến VKPSH lan rộng theo hướng Tây Nam. Đồng thời, dòng tia phía tây dịch chuyển về phương nam do hoạt động sóng ngoài vùng nhiệt đới, cản trở VKPSH dịch chuyển về hướng bắc trong tháng 7 như mọi khi. Tất cả những yếu tố này khiến VKPSH tiếp năng lượng cho giải mưa dọc sông Trường Giang dẫn tới thảm họa lũ lụt. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học cũng kiểm tra biện pháp kiểm soát lũ lụt và phục hồi sau thiên tai. Họ kết luận, việc thiếu biện pháp phòng ngừa, phản ứng và thích nghi cũng góp phần vào hậu quả. Thưa quý vị, chính sau trận lụt năm 1931, chính phủ Trung Quốc mới nhận ra tầm quan trọng của hệ thống quản lý thiên tai, sau đó đã thiết lập hệ thống quản lý thiên tai hiệu quả để đối phó với bất kỳ thảm họa thiên tai nào. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.